Mẹ là kẻ giết người. Em nói thật đó, em sẽ không lấy vợ đâu. Em sẽ ở với anh suốt đời. Anh cũng vậy nha. Mình có thật sự sai không em? Em yêu anh và anh cũng yêu em, đúng không? Tình yêu đó xuất phát từ hai con tim riêng biệt, nhưng có cùng một nhịp đập. Trái tim không bao giờ chỉ sai được, chỉ có bộ óc mới chỉ sai đường mà thôi. Tao van xin mày. Kìa mẹ, mẹ buông tha con tao ra. Mẹ đã giết chết rồi. Tôi không quan tâm, chúng tôi đồng tính là bệnh. Chân dài cặp với đại gia hả?